hello anh em, 203 full dinh có đề nha anh em. 45 triệu cho một tình. Đó, full dinh nha. Dàn áo dinh theo xe nha, phải dàn áo mới bây giờ nha anh em. Đó, dinh theo xe nha. Keo dán theo keo dán đây, keo trùm nguyên con nè, anh em lộn ảnh đó. Đồng hồ là full chức năng. Có đề nha anh em. Đây nha, một nút một nha. Đó. Đồng hồ này phải bây giờ cái đồng hồ này phát 5 triệu rồi nha anh em. Đây mình để lại nha. Đồng hồ này bây giờ đồng hồ 203 mà full chức năng hết là phải 5 triệu, đồng hồ đẹp nha anh em. Đẹp đồng hồ dinh theo xe nha. Chứ không phải ba đồng hồ mới theo bây giờ nha. Nè, đây nhà nấu nè. Xong. Đây là vợ mình nha anh em. Chồng đang quay xe mà vợ. Ô cái này nó xài điện máy xong đèn nó sáng ra. Đây là RSX nha anh em. RGX 203 full zin. Máy móc là đừng khỏi nói. Đây lốc đèn nha. Bốn mươi lăm triệu có đề nha anh em. Đây đề lại cho anh em nha, em nha. Nè nổ dinh theo xe nha anh em, đồng hồ dinh nha, mũ đen dinh luôn nha. Rồi 45 triệu nha anh em nào mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha, 0977 896 908. Mua bán xem xe trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hello anh em.